Hương ớt Chinsu mới, bùng vị phở bún miến. Mình là guitarist Tân Trần. Mình là Quốc Huy, mình là vị trí drummer trong ban nhạc. Mình là Duy Phối, thì mình đảm nhiệm vai trò violinist ở trong band. Mình là Minh Khôi, đảm nhận vị trí bass. Là Hữu Lộc, hiện tại mình cũng đang đảm nhận vị trí phối khí và pianist cho chương trình Xuân Hạ Thu Đông. Vui có, buồn có và một chút trống rỗng nữa, bởi vì mọi thứ nó trôi qua quá nhanh. Mình đang thấy Xuân Hạ Thu Đông rồi lại xuân mùa 2 nó như một cơn lốc vậy mọi người. Cuốn qua cái vèo để lại rất là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều cảm xúc. Xong rồi kết thúc. Đối với mùa này thì vì chúng ta đi tỉnh cho nên là các anh em gần như là ở nhà chung với nhau, nên là ăn cùng ngủ cùng. Đấy, thì thành ra là nhiều khi đang ăn như vậy cũng lôi chuyện bài vở ra để nói là một tí nữa tôi sẽ làm cái gì. Thì đó cũng là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ của ban nhạc. Thấy rất là vui và hài lòng vì nguyên ekip và band cũng như nghệ sĩ đã trải qua được những cái kỷ niệm rất là đẹp trong năm chip vừa qua. Thì mình cảm thấy là rất là nhiều sự nỗ lực từ tất cả các anh em, từ phía Lộc, từ phía Huy, từ phía Tân, từ phía Toán luôn. Khi phải nói là chia tay với Xuân Hạ Thu Đông rồi lại xuân mùa 2 thì rất là buồn. Lúc đầu thì mình cảm thấy hào hứng, nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì thật sự là rất là buồn, bởi vì mình đã gắn bó với nhau rất nhiều những ngày tháng, nào là cùng mưa nắng, rồi xảy ra rất là nhiều cái ở trong chuyến đi, và cũng mang lại nhiều cái kỷ niệm vui có, buồn cũng có, rồi cũng làm cho anh em ban nhạc gắn kết, đoàn kết hơn.